chúng tôi cứ lang thang trong khu biệt trại. Để xem thế nào, một lần chúng tôi coi như không để ý, thả bước về phía cổng trại để ra đường. Một anh trung sĩ chạy ra lịch sự. Xin các anh thông cảm, hãy đi vào trong, khi làm giấy tờ xong tha hồ muốn đi đâu cũng được. Như vậy là chúng tôi coi như bị giam lỏng rồi. Mãi gần tối Nghĩa mới về. Chúng tôi tiếu tiết chạy lại đón ngay khi xe jeep vào sân còn chưa tắt máy. Nghĩa cũng tỏ ra rất hưng phấn tươi tỉnh. Nghĩa cũng hiểu rằng tuy chúng tôi nhỏ tuổi nhưng có đi học, có ít nhiều hiểu biết và cũng ngang tàn bạc mạng. Vậy nếu thu phục được chúng tôi cũng có nhiều điểm lợi. Nghĩa nói là bận lắm, dù vậy tối nay Nghĩa sẽ xuống ngủ với chúng tôi để gọi là anh em hàn huyên tình nghĩa. Chúng tôi được dẫn về một căn nhà lớn khác. Trong trại có hai căn nhà to. Theo ba nhỏ, đây là hai cái kho của tụi Nhật ngày trước. Căn nhà chúng tôi ở có bốn dãy sàn rộng thênh thang. Ở mỗi góc lèo tèo dăm gia đình, hoặc là địa phương quân hay là nông dân miền Bắc. Vì nói có Trung Quý Nghĩa cũng xuống ngủ, nên mấy tên lính chuẩn bị quét dọn phía đằng góc này rồi trải chiếu vân vân. Trời đã tối, mãi 8 giờ Nghĩa mới xuống. Tên ba nhỏ vì thấy vui cũng xuống nằm. Nghĩa quên quan chuyện trò, có vẻ rất tự mãn về mình. Chúng tôi cũng đẩy đưa câu chuyện cho qua. Tôi hiểu hiện nay đồng bào di cư đem vào nhiều, Nghĩa có trách nhiệm mời đón, càng được nhiều uy tín càng lớn. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng trên mái ngói cao tích tiếng một con cắt kè sóng vang lên trong căn nhà rộng, làm câu chuyện cũng ngập ngừng. Một ngọn đèn điện 60 watt treo lủng lẳng ở giữa, toàn căn nhà vẫn tối, chỉ có một đốm sáng lững lờ là ngọn đèn. Vì vậy, nghe tiếng cắt kè kêu, chúng tôi đều cảm thấy hoang vắng gợi sầu. Nghĩa sai tên ba nhỏ lên phòng cầm cho y cái đèn pin. Một lúc sau, ba nhỏ cầm đèn pin về. Chờ lúc cắt kè kêu, Nghĩa chiếu lên mái. Nó nằm chênh chết ở trên một cái xà gỗ. Nghĩa đưa đèn cho tôi rọi và rút khẩu súng ngắn ở bên hông. Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngân trong đêm khuya, làm giật mình mọi người. Đạn chẳng trúng cắt kè, nhưng làm tung ra mấy viên ngói rơi xuống sàn gỗ rào rào. Chú cắt kè cũng im bặt, nhưng Nghĩa thì tỏ ra nghênh ngang trước sự thán phục của Tuyển, An và ba nhỏ. Đối với tôi, nhìn việc này tôi thấy đây là một việc làm hỗn độn chỉ có trong một cái đảng lộn xà ngọc. Sáng hôm sau, 8 giờ, một tiểu đội bồng súng, một thiếu úy người Bắc hô chào cờ, có cả Nghĩa và chúng tôi. Hai người lính đều trang nghiêm kéo hai lá cờ lên. Tên thiếu úy vừa hô nghỉ xong, chưa kịp hô giải tán, Nghĩa đã tiến đến người thiếu úy. Yêu cầu thiếu úy đưa trả cái tamisong cho tôi. Người thiếu úy trẻ nhưng thấp hơn Nghĩa quay lại. Tôi đã nói với anh là tamisong do đại tá cấp cho tôi. Chỉ đại tá mới có quyền thu lại. Nghĩa chỉ tay sừng sộ. Anh có được permission cho tôi không?
người thiếu úy mặt tím bầm lại, hai hàm bảnh ra gần giọng. Nghe, yeah, mày đừng lên chân, vì trên vai mày có hai vạch. Mắt long lên sòng sọc, Nghĩa cởi phăng ngay áo ra, phô bộ ngực và cánh tay nở nang, quay lại quẳng chiếc áo về phía tôi, lẹ tay tôi bắt lấy. Nghĩa đi đến gần người thiếu úy, chỉ tay. Hắn! Một, mày có đưa không? Hai, mày có đưa không? Khánh liếc nhìn chung quanh, 12 người lính và chúng tôi, rồi nhìn Nghĩa, nghiến răng, lắc đầu. Không thể. Y mới nói được hai tiếng không thể, thì bốp, một cú crochet ghim ngay vào quai hàm. Tôi chỉ thấy Khánh đưa một tay lên bịt miệng, rồi đổ nằm dài xuống sân cát. Rút khẩu súng ngắn đeo bên hông ra, lên đạn, chĩa vào Khánh đang nằm im lìm giữa sân. Y đi chung quanh, môi bậm lại. Trước những con mắt mở to của 12 người lính và ba chúng tôi, chừng 3 phút sau, Khánh từ từ bò dậy, mở tay ra. Máu đầy tay, chảy dài, đỏ thấm chiếc áo lính. Y quay lại Nghĩa, nói trong tiếng gầm gừ. Nghĩa, yeah, đợi con dài mà. Rồi cứ để máu chảy như vậy, chậm chạp, Y đi ra khỏi cổng. Nghĩa đến tôi lấy áo, rồi quay lại phía 12 người lính hô giải tán. Nghĩa đi về phía văn phòng trước cái mồm há hốc của anh. Sau đó qua bà nhỏ tôi được biết, khi hội nghị Geneva ký kết, Khánh đang học dở lớp sĩ quan trường Mỹ Thủ Đức. Khánh cùng một số sinh viên sĩ quan khác đã trốn ra khỏi trường khi đất nước chia đôi. Rồi thì tình hình biến đổi, Khánh muốn trở lại trường sợ bị ghép vào tội đào ngũ. Giữa lúc lông bông trên các ngã đời thì Khánh gặp Nghĩa, quen cũ từ Hà Nội. Trước đây Khánh vẫn khinh Nghĩa là thằng vô học, nhưng bây giờ cờ đến tay Nghĩa, Khánh đành theo lời hứa hẹn của Nghĩa về Bình Xuyên làm thiếu úy. Được đại tá cấp cho một giấy phép đi về giữa Sài Gòn và Bình Xuyên, Khánh từ đó đi về thả cửa không cần có ý kiến của Nghĩa nữa. Nghĩa tức, muốn thu lại giấy phép nhiều lần, nhưng Khánh không đưa. Cái điều chính yếu là Khánh, người có học, cứ nhìn Nghĩa bằng con mắt coi thường người kém học, nên tức nhau. Với tôi, đó cũng là một sự việc nữa đã nói rõ về Bình Xuyên. Lúc đó, trong khu vực Bình Xuyên, thì tất cả mọi người từ lính tới quan tới dân chúng, mỗi khi nói tới Lê Văn Biển, đều kêu là ngài. Như ngài đã đi Pháp rồi, ngài đã ký lệnh rồi, nhân dân. Được biết, ở đây thanh toán nhau là chuyện cơm bữa. Mạng người ở Bình Xuyên chẳng có giá trị gì. Chính ngay buổi chiều ấy, Nghĩa đã nói thẳng với tôi, khi thấy tôi lững lơ không chịu đưa giấy tờ để làm thủ tục. Các anh có tài, chúng tôi rất hoan nghênh và rất cần các anh. Ngược lại, các anh lừng khừng, ương ngạnh, bắn bỏ ngay. Chúng tôi ở đây không có thiếu đạn. Khi ấy, phần còn ít tuổi, phần khác. Đầu óc tôi đã hiểu gì rõ ràng về đất nước đâu. Cho nên tôi có ý niệm. Một thanh niên, nếu có lý tưởng với quê hương dân tộc, vào bưng biển theo Việt Minh. Nếu vì tiền tài việc danh vọng, hãy vào lính quốc gia. Còn dứt khoát không thể ở với Bình Xuyên, tôn thờ cá nhân của Lê Văn Biển, của một đạo quân hổ lốn, coi mạng người sẽ như bèo. Tôi quyết tâm, dù Tuyển và An vừa dỗ dành, vừa đe dọa tôi. Thôi, anh em mình đã vào đây, chúng tao cũng đi theo mày. Bây giờ chúng tao đã đưa giấy tờ rồi, mày hãy ở lại cho có anh em. Đó mày thấy Nghĩa đấy, mày mà để anh ấy ghét thì thật là nguy hiểm, chúng ta cũng chẳng vui gì. Chúng nó đã đưa hết giấy tờ cho Nghĩa rồi. Phần tôi nói giấy tờ để trong vali, vài ngày nữa tôi lên đón Luân sẽ đưa sang.